vượt gần 10 km từ quốc lộ 6 lên bản Tà Số, đi tiếp 3 km đường núi bằng xe máy. Hang Táo đón khách với cung đường khá treo leo, con dốc dựng đứng chồn chân vó ngựa, rồi lại tụt xuống một thung lũng đầy hoa mận trắng rợt. Hang Táo hiện ra trước mắt với mênh mang cỏ xanh và những dãy đá lô nhô. Hang Táo, tiếng Mông có nghĩa là lòng chảo, bãi bằng. Đây là nơi có khoảng 20 hộ dân thuộc bản Tà Số làm lán nương để chăn nuôi trồng trọt. Hang Táo nằm yên bình nép sau những dãy núi đá cao, cuộc sống dường như tách biệt với thế giới hiện đại bên ngoài. Ở đây còn được gọi là bản nhiều không, không điện, không sóng điện thoại, không internet, không nước sạch sinh hoạt. Hang Táo đẹp như một bức tranh thủy mặc hoang sơ, với nhiều dãy đá tự nhiên được bàn tay thiên nhiên khéo léo sắp đặt. Thời gian và không gian ở đây như lắng lại, kéo ngược con người ta về gần nhất với tự nhiên thuở sơ khai. Bà con ở Hang Táo sống tự cấp tự túc, nước ăn lấy từ nguồn nước mưa và dẫn nước từ khe đá trên núi về. Từ năm 2020, với chủ trương xây dựng bản du lịch cộng đồng Tà Số của Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu, mà khu vực Hang Táo được biết đến nhiều hơn, lượng khách tìm đến Hang Táo ngày càng đông, đã hình thành một số dịch vụ đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách. Người dân làng Nguyên Thủy được hướng dẫn tham gia làm du lịch bằng dịch vụ cho thuê trang phục, thuê ngựa, bán đồ lưu niệm hay đặc sản địa phương. Mọi thứ thì nó rất là thiên nhiên, khí hậu tốt này, rồi con người ở đây cũng thân thiện nữa. Cho nên là 2 ngày ở đây rồi nhưng mà cảm thấy rất là vui. Khung cảnh thì rất là đơn sơ nhưng mà nó tạo ra cho mình một cái cảm giác rất là thoải mái. Xung quanh có núi bao quanh này, rồi có những đàn lợn con này, rồi có những cái khung cảnh mà mình cảm thấy rằng mình trở về với cái tuổi thơ hoặc là một cái gì đó rất là thiên nhiên. Thì thấy cũng như sống ở đây, cũng như là cũng sống cũ hồi xưa, không cần cái điện thoại, không cần gì hết, sống tự nhiên vậy đó, thì thấy cũng thoải mái đó. Đến Hang Táo, du khách có thể trải nghiệm đời sống của người Mông, tham gia trồng trọt, chăn nuôi, đào măng và học cách thêu thùa váy vóc của phụ nữ. Sau một cái năm làm việc vất vả thì mình cũng tự thưởng cho mình một chuyến đi đến đây, thì mình cũng cảm thấy rằng là mình được trở về với cái không gian rất là tự nhiên, thiên nhiên rất là trong lành, mát mẻ. Và đặc biệt là mình được buông bỏ những cái gánh nặng về cuộc sống hàng ngày, những cái xô bồ, những cái không khí ô nhiễm. Và tới đây thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và thoải mái cho chính bản thân mình và tâm lý của mình. Và sẵn sàng để quay trở lại để làm việc cho một năm mới. Ở đây em thấy mọi người rất là thân thiện. Từ vào cổng làng mọi người đã rất là nhiệt tình rồi. Vào đây thì thấy cảnh vật rất là hoang sơ và rất là bình yên. Không có sóng điện thoại, không có wifi. Mình tách biệt ra hẳn với cái thế giới bên ngoài. Và nhìn cảnh vật xung quanh rất là thơ mộng. Vài năm gần đây, khi có nhiều khách du lịch đến thăm, bà con đã làm quen dần với việc tiếp khách, làm cơm đặt theo yêu cầu và thêu dệt thổ cẩm để bán. Bà con Tà Số đã dần tiếp cận với hướng làm du lịch bền vững, làm du lịch kết hợp giữ gìn nét đẹp hoang sơ bình yên của Hang Táo đã được đưa vào hương ước của bản. Vì thế, tuy Hang Táo chưa được cập nhật trên bản đồ Google Maps, nhưng luôn có trong cẩm nang của nhiều khách du lịch ưa thích khám phá những điểm đến mới lạ, hấp dẫn và bình yên.